Xin chào tất cả anh nhá. Trên tay em Hoàng, hiện tại đang là cái cục chuyển đổi mới của dòng Game Wing, đó là cục chuyển đổi Li Ling anh em nhé. Nó có hai phiên bản, một phiên bản đó là Pro với cả một phiên bản là thường. Thì phiên bản là Pro nó sẽ hơn so với phiên bản thường. Nó là hỗ trợ tần số quét cảm ứng nó là 1000 Hz anh nhé. Còn phiên bản thường nó chỉ có 500 Hz thôi, và màu của thường nó sẽ là màu vàng, màu của Pro nó sẽ là màu cam nha. Thì hai phiên bản này nó đắt hơn nhau khoảng mấy chục thôi. Thế nên là anh em mua thì mua hẳn Pro dùng cho nó sướng anh em nhé. Ok chưa? Đây cục chuyển đổi của nó này. Thì bên trong cục chuyển đổi của chúng ta ấy, thì nó chỉ có hai sợi dây cáp thôi. Đó, hai phiên bản là giống hệt nhau nhé. Một cái là C2C này, một cái là A2C nhé. Thì dây nó cũng không được ok mấy đâu. Dây này nó chung là tạm được thôi. Và một quyển sách hướng dẫn này. Và một cục chuyển đổi của chúng ta nhé. Đó, thì anh em mua dòng Pro thì nó sẽ là màu cam, mua dòng thường thì nó sẽ là màu vàng nhé. Cục chuyển đổi này nó sẽ có những cái cổng kết nối, nó là hai cổng Type C nhé, một cổng là để cắm sạc này, sạc thì anh em nhớ phải dùng cho em nguồn 5V 2A, nó đã ghi rất là chi tiết đây nhá. 5V 2A em nhé. Đó, cắm sạc thì anh em nhớ là dùng nguồn cho em 5V 2A này. Một đầu Type C thì anh em sẽ có thể cắm vào máy tính bảng Android hoặc là điện thoại Android của chúng ta nhé. Và anh em có thể cắm qua hub nhá, hub anh em có thể view màn hình hoặc là hub để cắm tai nghe nhé, rất là ok nhá. Đó, ở đây em đang cắm qua cái hub K561 này, ok chưa? Tiếp theo là anh em có thể có những cái lỗ cắm USB để cắm bàn phím này, chuột này, hai lỗ hai bên này, và một lỗ ở dưới này là lỗ USB A của chúng ta để kích hoạt nhé. Còn bên này nó sẽ không có lỗ nữa nhá. Đó, thiết kế của nó như này thôi. Gia công nói chung là cục này khá là nặng, và gia công em thấy đợt này Game Wing làm khá là tốt em nhá. Đó, ok chưa? Rồi, thì đèn led của nó đây là đèn led RGB nhé, rất là đẹp nhá. Thì phiên bản này nó sẽ có hai chuột kết nối, đó là cắm dây nó và Bluetooth nhá. Cắm dây thì anh em dùng để chơi bật chuột, và kết nối Bluetooth thì anh em dùng để bắn tay như này nhá. Thì nó vẫn hỗ trợ ghim tâm auto tap bằng trí tuệ nhân tạo, giống như là cái nút dấu ếch của bọn dấu sale anh em, khá là ok trên một cái cục chuyển đổi này, tích hợp rất là nhiều anh em nhá. Thì cái con này nó có tổng cộng là 4 cái để anh em kích hoạt nhá. Cái đầu tiên nó sẽ là cắm dây này, anh cần phải kết nối từ cái cục này vào cái máy tính bảng hoặc điện thoại của chúng ta nhé. Tiếp theo là chế độ kích hoạt không dây này, dành cho anh em sử dụng Android 11 trở lên, nó có cái phần gỡ lỗi USB qua không dây ấy, thì anh em dùng cái này nhá. Hoặc anh em máy anh em nào rút thì anh em có thể kích hoạt bằng cái quyền rút anh em nhé. Và cái cuối cùng nó sẽ là kích hoạt bằng máy tính, thì máy tính thì anh em rất là ít sử dụng, thế nên là anh em chỉ cần dùng cho em 3 cái ở trên nó sẽ là ok nhất nhá. Và ứng dụng của nó thì hoàn toàn đã được đưa sang tiếng Việt rồi em nhé. Bên Game Wing nó rất là kiểu chu đáo anh em, nó đã đưa sang tiếng Việt, tuy một số những thứ nghĩa nó bị sai nhưng mà anh em đọc sơ qua thì anh em cũng có thể hiểu được, và anh Hoàng sẽ hướng dẫn ở những cái clip sau nhá. Đó, phần mát phím này em thấy chưa, hoàn toàn tiếng Việt rồi em nhé, thế nên anh em dùng nó sẽ khá là dễ nhá. Nó viết hóa phải đến 98% anh em, một số từ vẫn là Trung Quốc và vẫn dịch tiếng Anh, nhưng mà em thấy nó cũng khá là ok rồi về cái khoản này nhá. Và cần phải fix thêm về cái phần tiếng Việt này nhá, tại vì một số cái chưa đúng nghĩa thì em sẽ làm việc với bên Wing sau anh em nhé. Tiếp theo là về cái phần nhận dạng AI này, đó, xuống số 1, xuống số 2 này, đứng ngồi nằm, đồng nằm này, ngồi này, mở ống ngắm này, nhận dạng phụ kiện này, nhận dạng cốp nhanh này, đó, nó hiện tại nó chỉ có hỗ trợ là từng đây cái phần nhận dạng thôi. Thì về cái phần nhận dạng em thấy nhận dạng súng thì nó sẽ rất là ngon nhá, đứng ngồi nằm thì ok, và nó sẽ kém hơn so với bên GT2, đó là nhận dạng về cái đứng này không có này, ngồi cũng cái bom không có này, máu không có này, nhận dạng mở ba lô cũng không có này, EQ đấy cũng không có em nhé. Đó, thì cái này hiện tại là không có mấy cái đó, thế nên là khi về cái phần AI thì nó sẽ gọi là kém hơn một chút anh em nhé. Tiếp theo điểm qua một số những cái tính năng chính ở trên cái con chuyển đổi này anh em nhé, nhanh cho anh em nhé. Về cái phần mà HZ của nó này thì nó sẽ có tổng cộng là 1, 2 này, 3, 4, 4 mức Hz này, 125 này, 250 và 500 và 1000 nhé. Thì thực sự là về cái phần Hz này thì em cảm nhận ấy, cá nhân em cảm nhận thì khá là khó để có thể là phân biệt được giữa ba cái dòng Hz này em ạ. Đó, em có thể anh em ơi gì này, đó anh em thấy chưa? Trên em đang test trên cái con Samsung Galaxy Tab Tab Ultra nhé, và đang được tải nhiệt rất là tốt nhá. Đó anh em thấy không? Và đã được kích hoạt lên 90 FPS của game rồi nhá. Đây là 1000 Hz này. Rồi em sẽ giảm một phát xuống 125 Hz, đó, để anh em có thể cảm nhận được nha. Đó, khá là khó để cảm nhận về cái phần Hz này, em thấy nó cứ xem nhau thôi, nó không có kiểu thay đổi đột ngột hay đột phá một phát ấy. Em thấy nó kiểu xem nhau và rất là khó để có thể cảm nhận về cái phần Hz này. Em nghĩ đây có thể là cái phần mà Hz này có thể là cái thông số để bên Game Wing họ nói để họ bán hàng. Đó, một cái thông số để gọi là để kinh doanh ấy, anh em nào làm kinh doanh anh mới hiểu được nhá. Đó, thì anh em có thể mua về và trải nghiệm về cái phần này và cho ra đánh giá chi tiết cho em nhé. Còn cá nhân em thấy thì về cái phần Hz này thì đây là một cái thông số để marketing bán hàng thì nó hợp lý hơn
là một cái tính năng của cái ứng dụng nha, ok chưa? Và khi anh em đẩy xuống 125Hz ấy, thì máy nó sẽ hoạt động mượt mà hơn theo như bọn Gamewing nó công bố. Còn cái này cần phải test trực tiếp và một cái thời gian để chứng minh anh em nhé. Đó thì em đang test với cái phần này nha. Khi anh em đẩy lên 500 hay 1000Hz này thì máy của chúng ta nó sẽ hoạt động, nó sẽ tốn điện năng hơn ấy, và nó sẽ hoạt động nhiều cái tài nguyên của máy hơn và nó sẽ làm cho máy của chúng ta nát hơn. Đó, nôm na nó sẽ là như thế. Thì máy khỏe anh em đẩy lên, máy yếu thì anh em có thể giảm về nha, ok chưa? Còn mấy cái này tiếng Việt thì anh em tự trải nghiệm nha. Đó, đây là về cái phần HZ nhé. Tiếp theo đó, về cái phần nhận dạng ấy, thì em thấy cái con này nó nhận dạng nó khá là ok. Nó có nhận dạng bản Trung Quốc này và bản Việt Nam quốc tế hay là Vinagame hay là Hàn Quốc, Nhật Bản các thứ, thì anh có thể chọn những cái gọi là ở trong cái server này của nó đó. Đó thì Trung Quốc em chọn cái đầu và những cái bản khác em có thể chọn cái 1, cái 2, nếu mà không ok anh mới chuyển sang cái 3 nhá. Cái này tùy anh em nhá. Anh em có thể test và trải nghiệm nhá, và một số những cái tính năng khác của nó cũng giống như kiểu những cái cục chuyển đổi khác thôi. Đó, chỉnh mức độ ghim tâm theo scope này, hoặc là chỉnh toàn bộ cái mức độ ghim tâm của nó này. Ok chưa? Và nó sẽ có tinh chỉnh cái phần mà mức tần suất nhận dạng AI này, thấp này, trung bình này, cao này và cực cao này, thì cái này em đẩy nó vừa phải thôi em nhé. Đó, nếu mà máy khỏe thì để lên cao nhất thì nhận dạng AI nó sẽ ngon nhất nhé, và máy yếu thì có thể cho về thấp hoặc cao bình thường em nhé, ok chưa? Máy em khỏe em sẽ đẩy lên cao nhé, và mở ống ngắm này thì ấn giữ này hoặc là nhấp này, ok. Cái phần này thì nó cũng rất là đơn giản anh em nhé. Và tiếp theo nó sẽ có là nhận dạng mức độ nhận dạng súng này, mức độ nhận dạng ống ngắm này và mức độ nhận dạng phụ kiện này. Đó, nó sẽ có những cái thông số để anh em có thể tùy chỉnh và điều chỉnh nha. Cái này em sẽ hướng dẫn ở những cái clip sau em nhé, ok chưa? Và có tâm ảo này, em thích có thể bật tâm ảo và tắt đi nha. Cái này thì em sẽ hướng dẫn ở cái clip sau, hoặc em có thể mua về thì anh có thể tự mò vào đấy nhé. Tiếng Việt nên là khá là dễ sử dụng nhé. Về cái phần nhận dạng scope nhanh ấy, thì anh em cần phải tùy chỉnh và tối ưu, nó rất là mất thời gian thì anh em mới đưa ra một cái thông số nó hợp lý nhất trên máy của các anh, và anh em sử dụng nó mới không bị lỗi em nhé. Và cái con này nó không có nhận dạng scope trong cái phần ba lô, nếu mà nó có nhận dạng scope trong ba lô thì nó sẽ ổn định hơn so với nhận dạng scope nhanh anh em nhá, ok chưa? Thì em sẽ demo cho anh em này, scope 6 này, scope 4 này. Đó thì em sẽ cần phải đưa về ngôn ngữ game nó tiếng Anh thì nó sẽ nhận dạng chuẩn xác hơn là để ngôn ngữ game nó là tiếng Việt nhá. Bản VIA game thì anh em vẫn đưa về tiếng Anh được nhá, anh em chỉ cần đưa cái ngôn ngữ game của chúng ta về tiếng Anh thôi là anh em nhận dạng AI nó sẽ chuẩn xác hơn về cái phần nhận dạng scope nhanh này nhá. Đó, anh em có thể tham khảo về cái cài đặt này của em nhé. Đó, anh em thấy không, cốp 6 nhận luôn này, ok chưa? Cốp 4 này, đó, ok chưa? Cốp 3 này. Và cái này anh em cần để tùy chỉnh và tinh chỉnh, nó khá là mất thời gian để chúng ta có thể được một cái thông số nó nhận dạng ngon như em Hoàng nhé. Đó thì em sẽ hướng dẫn mọi người về cái phần tinh chỉnh này sau nha. Nếu mà anh em không tinh chỉnh thì chắc chắn là nhận nó sẽ bị lỗi, bị nhầm nhé. Đó, ok chưa? Cốp 6 này, đó, nhận rất là nhanh và rất là ok nhá. Rồi tiếp theo đó là về cái phần mà nhận dạng phụ kiện, thì rất là nhiều anh em có quan tâm đến cái phần này, nhưng mà em cũng phải nói luôn và chia buồn luôn với các anh, đó là nhận dạng phụ kiện nó bị lỗi ở trên máy của em. Không biết trên máy khác như nào, thì trên máy của em hiện tại bị lỗi và nhận dạng nó không được ngon và không được ok làm anh em nhé. Ở đây em sẽ bật cái phần nhận dạng phụ kiện lên này và buộc dừng ứng dụng rồi vào lại cho anh em nhé. Đó, ở đây nhận dạng phụ kiện em đã bật lên nhé. Đó, em cần phải bật tắt cái phần này nhá, ok chưa? Thì anh em đây hơi quá thời gian này, em sẽ buộc dừng ứng dụng này. Đó, khi anh em bật tắt những cái tính năng nào mà nó không hoạt động ấy thì anh em chỉ cần buộc dừng ứng dụng rồi anh em vào lại thôi thì nó sẽ là ok em nhá. Đó, đợi một chút cho vào lại nhé. Về cái phần nhận dạng phụ kiện ấy thì mọi người sẽ mở trên ba lô này và mọi người sẽ cần phải vào AI và dạy học cho nó này, thì nhận dạng phụ kiện ấy thì nó sẽ quét một phát tất cả các phụ kiện theo cái hàng dài luôn. Thế nên là cái này anh em có thể dán đun thoải mái, cái này game nó có thể dán đun thoải mái, thì cái ứng dụng Gamewing nó vẫn có thể đọc được và học được, thì cái này một cái cải tiến rất là hay. Thì bên dâu xem cần phải học hỏi về cái phần này em nhé. Đó, ok chưa? Thì ở trên máy của em về cái phần nhận dạng phụ kiện nó khá là lỗi em ạ. Đó, ví dụ em sẽ mở ba lô này. Đó, em thấy không? Đóng ba lô này. Đó, ở đây em có cầm báng súng nhé, báng súng này và giảm giật này và tay cầm tam giác này, em sẽ tắt đi nhé. Đó, rất là chậm thôi. Đó, không có nhận dạng được em ạ. Đó, anh thấy chưa? Không có nhận dạng được chứ. Và nhận dạng nó khá là kiểu lỗi anh ấy. Đó, em sẽ nhặt thêm phụ kiện để xem nó có nhận dạng được không nhé. Nếu mà nhặt hết phụ kiện thì nó nhận dạng được em nhé. Đó, ok chưa? Và để xuống này lên đây này. Đó, nó không nhận dạng được luôn anh em ơi. Đó, anh em thấy chưa? Không biết trên máy em kiểu gì không nhận dạng được, không biết trên máy của các anh thế nào. Em sẽ nhặt súng khác nhé, ví dụ nhặt 2 khẩu M4 thì may ra nó nhận dạng được đấy. Đó, nhặt đúng 2 khẩu M4 ấy, đều 4 cái phụ kiện thì nó nhận dạng được em ạ. 4 cái phụ kiện thì nó nhận dạng được, 3 cái thì nó không nhận dạng được. Đó, em có hình thấy trên màn hình nha.
Thế là cái phần nhận dạng phụ kiện này em thấy đánh giá chưa đủ đỉnh lắm và cần phải game wing nó cần phải tối ưu thêm nhé. Và khi em tháo phụ kiện ra này, anh em nhìn thấy nhá. Tháo phụ kiện ra nhé. Rồi, đóng ba lô bằng tab này. Đó, anh em thấy chưa? Nó vẫn bị nhận dạng phụ kiện này và cái chữ tiếng Việt nhận dạng phụ kiện nó viết còn sai nghĩa cơ. Thế nên là anh em chơi quen thì nó sẽ ok. Hoặc là em có thể đổi cái ngôn ngữ máy của chúng ta sang ngôn ngữ tiếng Anh ấy thì nó sẽ hiện tiếng Anh, nó sẽ chuẩn xác hơn so với ngôn ngữ tiếng Việt nhá. Đó, được chuyển anh em nhờ đổi ngôn ngữ máy của chúng ta sang tiếng Anh thôi, nó sẽ nhận dạng sẽ sang tiếng Anh thì anh em đọc nó sẽ dễ hơn nhá. Đó anh em thấy không? Đó anh em thấy chưa? Chúng em tháo hết phụ kiện ra đi. Đây, tháo hết sạch ra đi. Đó, nó vẫn không bị mất anh em nhá. Nó vẫn không bị mất. Đó, ok chưa? Đó, em đang không hiểu kiểu gì anh em ạ. Đó, ví dụ em sẽ đổi súng khác này, Groza này. Đó, Groza không có phụ kiện này. Đó, mở lên này, đóng lại này. Đó, thì ok nhá. Và nhặt thẩm thanh này. Đó, không có nhận được luôn anh em ạ. Không có nhận được luôn. Thế nên là em đánh giá về cái phần nhận dạng phụ kiện trên cái con này nó chưa được ổn định lắm và nó chưa được con lắm thì sẽ cần phải update thêm nhá. Đó, ba súng nhận được này. Ở dưới đây không có này. Đó, ok, nhận ok nhé. Và em sẽ nắp thử phụ kiện vào đây xem. Đó, nói chung là nó kiểu lỗi kiểu gì anh em. Nó tối ưu, nó kiểu chưa được tốt lắm ấy mọi người. Sản phẩm mới mà, thế nên anh em sẽ cần phải đợi một thời gian để cho nó tối ưu và nó hỗ trợ tốt hơn anh em nhé. Đó, ok chưa? Không nhận được luôn này. Đó, ok, về cái phần nhận dạng phụ kiện nó là fail em nhé. Và anh em sẽ cần phải tắt đi nếu mà máy của anh em nhận dạng nó không được ổn định. Anh em có thể điều chỉnh và có phần mức độ nhận dạng phụ kiện này, em có thể điều chỉnh ở đây nhé. Thì em đã điều chỉnh rất là nhiều rồi nhưng mà nó đều không được ok lắm, thế nên là tắt đi. Ok nhá. Em đã nghiên cứu cả một tối hôm qua về cái phần nhận dạng phụ kiện này nhưng mà thấy nó không ngon lắm ấy ạ. Nó bị hơi bị lỗi một chút nhá. Đó, anh em nào không ok anh em tắt đi nhá. Dùng cho em nhận dạng scope thôi, nó rất là ngon luôn anh em nhá. Rồi. Tiếp theo đó là về một cái tính năng rất là hay mà anh em vẫn đang quan tâm về cái con này, đó là hỗ trợ ghìm tâm ngang em nhé, hỗ trợ kiểu ngang nhá. Thì anh em có thể bật tắt mát một cái phím cho em này, mát một cái phím nhé. Anh em có cái phần thêm này, nó có phần là kiểm soát giật ngang này. Thì ở trong cái phần kiểm soát giật ngang thì nó sẽ có chọn phím này, thì nó có phân loại thì là nhấn giữ ấy, thì nó sẽ hoạt động và công tắc này. Đó, ok chưa? Thì em sẽ demo cho mọi người về cái phần này nhá. Cái phần mà nhấn giật ngang ấy thì anh em sẽ cần phải bật tắt này. Đó, ví dụ em để công tắc thì anh em bật tắt này, ấn F5 này, nó sẽ chuyển sang màu xanh này, là đã kích hoạt cái chế độ hỗ trợ kiểu ngang chúng ta nhé. Và ấn một phát nữa là tắt nhá. Em sẽ demo cho mọi người nhé. Rồi, ở đây em sẽ xài vào đây cho mọi người này. Đây là đang tắt nhá, nhấp chuột lên này. Đó, anh em thấy chưa? Tâm nó sẽ bị đi ngang nhá. Và khi em bật lên này và sẽ đặt vào đây và xài cho mọi người nhá. Đó, tâm nó sẽ đi ngang ít hơn và tâm nó sẽ đứng hơn rất là nhiều anh em nhé. Anh em có thể nhìn thấy cái đạn nó trụm lại nhá. Và cái này anh em có thể bật tắt nhé. Đó, bật tắt nhá. Ok chưa? Rồi, hoặc em có thể nhấn giữ này. Đó, ví dụ em mát cái phím này, nhấn giữ này. Đó, nhả ra mất này. Đó, anh em thấy không? Thì cái tính năng này, anh em nên để cho em một cái công tắc, một cái nút là bật tắt, một cái nút là nhấn giữ. Để anh em có thể sử dụng nó sẽ ok hơn. Thì cái tính năng này anh em bắn những cái thằng địch mà nó nghiêm hoặc là kê cửa sổ các thứ ấy, anh em bật cái tính năng hỗ trợ kiểu ngang ấy thì nó thực sự nó rất là ngon nha. Đó, anh em bật nó lên thì nó sẽ thực sự rất là ngon. Em sẽ demo ở tầm xa cho mọi người nhìn nó sẽ dễ hơn nha. Đó, đây là chưa bật nhá, và em sẽ bật lên này và xài cho mọi người xem này. Đó, tâm nó đứng hơn rất là nhiều đúng không? Em nhìn trên màn hình nhá, tầm rất là đứng luôn. Đó, thế nên là khi mà địch nó kê cửa sổ hay là kê những cái mép biết các thứ này thì nó đứng im một chỗ ấy và tâm chúng ta không di chuyển ấy, thì chúng ta bật lên ghim rất là sướng nhá. Còn khi địch nó di chuyển ấy, anh em bật lên ấy thì kiểu máy nó sẽ kéo ngang cho chúng ta đúng không, thì nó sẽ kiểu cảm giác nó hơi mất cái quán tính khi chúng ta di theo địch này, hay là từ trục A đến trục B này hoặc trục X đến trục Y gì đấy, thì nó sẽ kiểu mất cái quán tính và chúng ta di trái di phải nó sẽ khá là kiểu gượng ấy mà vẫn di được thôi, nhưng mà kiểu nó sẽ kiểu hơi gượng và nó sẽ khá là kiểu khó làm quen ấy mọi người. Giống như để anh em bật cái chế độ làm sao ta, bật cái chế độ tăng tốc độ vút ngang ở trong cái phần cài đặt này, nó có một cái chế độ là tăng tốc độ vút ngang ở trong đấy, nó kiểu giống như anh em bật cái chế độ đó nó sẽ khá là khó kiểm soát khi chúng ta di chuột trái phải em nhá. Đó, thế nên là khi mà địch ấy nó đứng im một chỗ thì anh em nên sử dụng cái tính năng này. Còn khi địch nó chạy thì anh em nào quen thì có thể sử dụng được nhá, còn em mà không quen thì nên làm cho em như này nhá. Anh em tắt đi nhá. Khi địch nó đứng im một chỗ đúng không, anh em cài cho em một cái nút là kiểu nhấn giữ ấy mọi người. Khi địch nó đứng im đúng không, anh em ấn cái nút mà kích hoạt của nó ấy, và nút bắn này. Đó, thì sẽ bật này, nhả ra này. Đó, anh em thấy chưa? Đó, ok chưa? Đó, thì anh em có thể mát cho em như này thì nó sẽ rất là ngon nhá. Còn khi địch nó chạy thì anh em chỉ cần bấm một nút thôi và anh em dây trái dây phải này. Đó, ok chưa? Thì nó sẽ ngon hơn.
ngon hơn là khi chúng ta bật cái này liên tục anh em nhé. Đó, sẽ ngon hơn là khi chúng ta bật cái này liên tục, chúng ta chi thôi địch nó sẽ khá là khó kiểm soát em nhé. Và đây là chia sẻ nhanh về cái cục chuyển đổi này nha. Anh em nhớ follow kênh F23 để bên em sẽ update thêm và chia sẻ hơn về những cái cục chuyển đổi Linh Pro này, xem nó có gì hay hơn không anh em nhé. Cảm ơn mọi người nha. Xin chào mọi người, bye bye nhé. Anh em đặt trước thì nhớ nhắn vào Zalo cho bên em nhé để đặt trước cái cục chuyển đổi này. Khi hàng có thì em sẽ gửi cho mọi người nha, và bên em sẽ báo giá các kiểu cho anh em nhé. Cảm ơn mọi người nha. Xin chào mọi người, bye bye nhé. Cục này dự kiến sắp tới nó sẽ khá là hot đấy, trong cái tầm giá của nó nhá. Em thấy nó cũng khá là ok em nhá.